học theo người Việt ăn mì tôm sống đập vụn, nhưng anh Tây gây phẫn nộ vì thái độ chà đạp đồ ăn. Sau khi làm clip ăn mì tôm sống rắc gia vị lên, một anh Tây đã được cư dân mạng góp ý về cách ăn mì tôm sống của người Việt Nam, đó là phải bóc vụn ra, trộn lẫn gia vị rồi ăn mới đúng bài. Đây là một kiểu ăn vặt quen thuộc, được cho là món ăn khoái khẩu của nhiều người trẻ tại Việt Nam. Ngay sau đó, anh chàng Tây này lập tức làm theo. Tuy nhiên, thay vì được hưởng ứng thì clip lại gây phẫn nộ về hành động của mình. Cụ thể, thay vì dùng tay để bóc vụn mì tôm thì anh chàng này lại dùng các cách như là đấm cho bung toét gói mì, chèn xe ô tô lên, lăn người qua, thậm chí là dùng chân đạp lên gói mì, dùng gạch để ném vào, rất là phản cảm. Hiện tại clip này đang gây ra nhiều tranh cãi mà đa phần là phẫn nộ với cách làm này. Nhiều người cho đó là xúc phạm đồ ăn, chứ không có gì vui ở đây cả. Một số ý kiến từ cộng đồng mạng, bạn nghĩ đó là hài hước, nhưng với tôi đó là sự thiếu tôn trọng khi chúng tôi cố hướng dẫn bạn một cách ăn ngon. Xúc phạm đồ ăn chứ vui vẻ gì, mình ghét kiểu chà đạp đồ ăn này ghê. Sao giống coi thường mình vậy? Hiện clip đang nhận nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng vì cho rằng hành vi chà đạp đồ ăn đáng bị lên án.